vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị khán giả và Minh Châu một niềm vui nho nhỏ. Niềm vui gì vậy chị Thanh? Đó là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến quý vị và Minh Châu một món chay. Mà đặc biệt món chay này là một loại hoa. Nguyên liệu chính nó là một loại hoa đấy. Một loại hoa hả chị? Có rất là nhiều loại hoa có thể làm món ăn được. Thôi chị Thanh bật mí cho em liền đi. Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Giang thiên lý đã xa mãi rời xa. Em biết rồi, đó chính là nguyên liệu chính là bông thiên lý, đúng không? Em đoán đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn món gọi bông thiên lý chay. Để thực hiện món gọi bông thiên lý chay thì chúng ta cần chuẩn bị bông thiên lý, tôm chay, thịt chay, rau húng lủi, ớt cắt sợi, cà rốt cắt sợi, nước cốt tắc, nước cốt thơm, nước dừa tươi, kiệu băm nhỏ, ớt bằm, ba rô các bạn phi vàng, đậu phụng, bánh phồng tôm. Gia vị thì chúng ta dùng dầu ăn, muối, đường, nước tương và bột ngọt Ajinomoto. Trước tiên thì chúng ta trụng cái phần tôm chay và thịt chay. Trút phần này vào. Dạ. Sau đó em cho vào một ít muối và một ít bột ngọt em ha. Dạ. Chúng ta chỉ chần sơ thôi em. Dạ. Rồi, như vậy là được rồi. Em vớt ra cho chị để thật ráo. Em sẽ chần giùm chị cái hoa thiên lý ha. Dạ. Và chúng ta chỉ chần thôi em ha, cho dạ. Nên là vớt ra ngay, ngâm liền vào tô nước đá. Tiếp theo chúng ta cắt phần thịt chay này ra thành sợi cho vừa. Ở đây các bạn thấy cái bảng hơi lớn thì các bạn thái làm 2 hoặc làm 3. Rau húng lủi các bạn cũng thái nhỏ. Phần cà rốt cắt sợi thì các bạn lưu ý khi các bạn cắt sợi xong, các bạn rửa sạch và các bạn nhớ ướp vào đây đường và giấm. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn và Minh Châu cắt trộn nước gỏi. Chúng ta dùng 100g nước tắc và chúng ta cho vào 80g đường trắng, khoảng 4 muỗng canh đó các bạn. 1 muỗng rưỡi cà phê nhỏ, muối, 1 muỗng rưỡi bột ngọt. Bây giờ chắc chị phải nhờ Minh Châu đây. Dạ, em sẽ quấy. Minh Châu quấy cho thật tan giùm chị ha. Để thực hiện món nước mắm chay này, các bạn chuẩn bị 1 chén nước dừa tươi. Ủa chị Thanh ơi, tại sao mình lại phải nấu lên hả chị? Em thấy nếu mà nước chấm thì mình cứ pha bình thường thôi. À, đây là một cái loại nước chấm mà chúng ta dùng nước dừa tươi và có dùng thêm nước thơm á em. Để cho nước chấm được bảo quản lâu thì em phải nấu lên thật kỹ. À, em đã hiểu rồi. Các bạn thêm vào 4 muỗng canh nước cốt thơm. Tiếp theo các bạn cho vào 1 muỗng canh nước tương Lisa. Nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê nhỏ muối và nửa muỗng cà phê nhỏ bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ thì chúng ta nấu cái hỗn hợp này lên. Bây giờ phần nước trộn gỏi này các bạn trộn phần kiệu chua và ớt bằm các bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng. Các bạn ướp phần tôm và thịt bằng nước gỏi này để cho tôm và thịt được thấm gia vị. Phần waro mà chúng ta đã phi với dầu thì phần dầu các bạn trộn vào hoa thiên lý. Em đã hiểu ý của chị Thanh ở khâu này rồi nè. Khi mà mình cho dầu waro phi lên như vậy thì hoa thiên lý vừa thơm mà lại vừa nhìn đẹp hơn đi phải không chị? Nhìn bóng bẩy nè. Đúng rồi, em trộn lên ha. Dạ. Phần nước mắm chay sau khi đã nấu hoàn tất thì các bạn cho phần ớt băm vào. Chúng ta bắt đầu trộn gỏi nha. Em cho phần hoa thiên lý vào tô. Tiếp theo chúng ta cho phần tôm và thịt chay. Thịt chay đã được ướp ha. Phần cà rốt chúng ta đã chuẩn bị. Phần waro mà các bạn phi vàng đó thì bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng. Rồi tiếp theo phần rau húng lủi chúng ta cắt nhỏ. Rồi bây giờ cho phần nước trộn gỏi vào. Sau khi trộn đều phần các nguyên vật liệu này, các bạn cho phần đậu phộng rang vào. Như vậy là phần trộn gỏi hoa thiên lý chay đã hoàn thành rồi đó.
chị Thanh ơi. Em thấy dĩa gọi của chúng ta sau khi hoàn thành thì màu sắc cũng rất là đẹp. Các bạn sau khi các bạn đưa phần gọi ra dĩa thì các bạn trang trí và sắp xếp lại cho đẹp. Các bạn rắc lên trên đó một ít đậu phụ rang nữa, một ít rau húng lủi và một ít hành baro mà các bạn phi vàng lên. Và phần ớt cắt sợi thì chúng ta trang trí xung quanh. Dạ. Bây giờ Châu thử cái món gọi này nha. Có tôm này, có thịt chay này ha. Bây giờ chị mời em. Em có thể chấm một miếng nước mắm. Em có thể chấm, đúng rồi. Thử cái mắm nước mắm chay xem sao. Bông thiên lý rất là giòn, mà em thấy là món này kết hợp được tất cả các vị rồi đó chị. Vị chua nè, vị cay nè, vị ngọt và vị mặn nữa chứ. Đúng rồi. Em nghĩ là món này rất là thích hợp cho những ngày rằm mọi người ăn chay cùng với nhau trong gia đình đó chị. Và rất thích hợp với những bạn nào thích ăn kiêng. Dạ đúng rồi. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Minh Châu và chị Thanh phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta vẫn còn gặp nhau trong rất nhiều ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nhé. Và cũng đừng quên liên lạc với chương trình theo hai cách. Thứ nhất là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thứ hai đó là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số 061 882 6188. Bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.